Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, năm 2021 được coi là năm mà chúng ta phải chịu rất nhiều những thảm họa từ biến đổi khí hậu. Những cảnh tượng mà các bạn chỉ thường thấy ở trên phim như là lũ lụt, sóng thần hay núi lửa phun trào, tất cả sẽ được tổng hợp trong video ngày hôm nay để chúng ta thấy rằng con người đã tàn phá thiên nhiên đến mức nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Lốc xoáy. Mỹ là một trong những quốc gia chịu sự ảnh hưởng lớn nhất từ biến đổi khí hậu, và việc có lốc xoáy đã trở thành cơm bữa với quốc gia này. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1997, một cơn lốc xoáy đã ập xuống Miami, Florida, Mỹ. Các nhân chứng nhìn thấy cơn lốc mô tả nó như một chiếc phễu khổng lồ quét qua tất cả mọi thứ, và họ chưa từng thấy cơn lốc nào lại có mức tàn phá như vậy. Cơn lốc xoáy kéo dài từ 1 giờ 53 chiều đến 2 giờ 08 phút, khiến 12 người bị thương và thiệt hại trị giá 525.000 đô. Tính theo tỷ giá lúc bấy giờ, cả thành phố trở nên hoảng loạn khi mà cơn lốc cuốn phăng những chiếc ô tô, thậm chí còn đủ sức nhấc bổng cả một chiếc tàu du lịch khi tàu này đang lênh đênh thưởng ngoạn. Twister đã lấy tên của cơn lốc này là Miami Tornado năm 1997 và Great Miami Tornado vì nó trông giống như một cảnh tượng trong một bộ phim của ngày tận thế. Và những hình ảnh mà các bạn vừa xem đã được chính những nhân chứng ghi lại. Lở đất. Nếu nhìn vào đoạn clip này, các bạn có biết bùn đen ở đâu mà lại phun ra một cách kinh khủng như vậy không? Sau một cơn bão lớn, một trận lở đất khổng lồ do lũ tràn xuống, bùn từ con suối trên cao đã trào ra tấn công làng Brunei ở Thụy Sĩ. Trước đây con người không nghĩ rằng con sông này lại tiềm tàng mối nguy hiểm lớn đến vậy. Cũng may là mọi người đã mở đường để bùn đất và các khối đá vụn đi theo tuyến đường của nó về phía hạ lưu. Theo cơ quan chức năng thì vụ lở đất này đã càn quét rất nhiều ngôi nhà, nhưng may mắn là người đã được sơ tán hết nên không có thiệt hại về người. Phun trào núi lửa. Ngọn núi lửa thứ hai của Nhật Bản có tên là Ontake, có độ cao hơn 3.000 mét. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2014, đã dẫn đến một thảm kịch khiến hơn 60 người thiệt mạng, bao gồm cả những người mất tích. Đây là vụ phun trào núi lửa gây tử vong đầu tiên ở Nhật Bản kể từ vụ phun trào năm 1991 tại núi Unzen, và cũng là vụ phun trào núi lửa chết người nhiều nhất ở Nhật Bản kể từ khi Torishima giết chết khoảng 150 người vào năm 1902. Vốn dĩ ngọn núi này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng cho những người đi bộ đường dài, được coi là tốt cho những người mới bắt đầu leo núi và tương đối an toàn. Và thời tiết cũng tốt, vì vậy có vài trăm người lên các sườn núi vào thời điểm đó. Có điều thảm họa này đã ập đến mà không được báo trước, vì thế không thể tránh khỏi số người thương vong. Nhìn những dòng dung nham phun trào, chúng ta có thể hình dung được mức độ tan khốc của lần phun trào núi lửa này. Người nào vừa chạy mà vừa quay được những thước phim này thì mình nghĩ rằng họ xứng đáng được nhận 10 điểm cho sự dũng cảm. Động đất và sóng thần. Một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất đến từ động đất. Thế nhưng nếu nó kết hợp cùng với sóng thần thì sao? Câu trả lời đó là chúng sẽ trở thành thảm họa kép đến mức tan phá là không thể đếm được. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất 9 độ Richter ngoài khơi Thái Bình Dương với tâm chấn ở độ sâu khoảng 29 km so với mực nước biển đã làm rung chuyển đông bắc Nhật Bản khoảng 6 phút. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản và là trận động đất mạnh thứ tư trên thế giới theo thống kê hiện đại, bắt đầu vào năm 1900. Trận động đất đã gây ra sóng thần hủy diệt cực mạnh có độ cao lên tới 40,5 m, tương đương với chiều cao của tòa nhà 13 tầng. Cơn sóng thần đã san phẳng gần như tất cả các thị trấn ven biển và thâm nhập đến 10 km trên đất liền sau khi tràn đê sông Natori ở khu vực Sendai, gây ngập một diện tích ước tính khoảng 561 km2. Nạn nhân tại 20 địa phương gồm 15.894 người chết, 6.157 người bị thương và hơn 2.529 người bị mất tích. Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2016, có tới 100.000 trẻ em đã phải bỏ nhà ra đi. Một số em bị chia cắt khỏi gia đình, hàng ngàn trẻ em trở thành mồ côi. Đó là chưa tính đến thiệt hại về kinh tế đấy các bạn ạ. Thiên thạch va vào trái đất. Các bạn đừng nghĩ rằng chuyện thiên thạch va vào trái đất chỉ có cách đây hàng triệu năm. Thực tế thì năm 2013, chúng ta cũng đã chứng kiến một vụ va chạm thiên thạch. Vào ngày 15 tháng 2, một thiên thạch đã bay vào bầu khí quyển trái đất trên bầu trời nước Nga. Trông nó chẳng khác gì một quả cầu lửa đang bay với vận tốc 54.000 km/h, gấp 44 lần vận tốc âm thanh. Vật thể phát nổ ở độ cao khoảng 15 đến 25 km so với mặt đất. Theo ước tính của NASA, thiên thạch có đường kính 17 m, nặng xấp xỉ 7.000 đến 10.000 tấn và giải phóng nguồn năng lượng tương đương với 500 kilotấn thuốc nổ TNT, mạnh gấp 20 đến 30 lần so với vụ nổ hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Sóng xung kích từ thiên thạch trên bầu trời Chelyabinsk, miền trung nước Nga, khiến gần 1.200 người bị thương do mảnh kính vỡ và 3.000 tòa nhà bị hư hại. Cháy rừng.
Song song với động đất và sóng thần thì năm nào chúng ta cũng phải đối mặt với các vụ cháy rừng. Hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu đã khiến nhiều vùng ở miền Tây nước Mỹ rơi vào cảnh khô cằn, kéo theo nguy cơ xảy ra các vụ cháy gây nhiều thiệt hại. Và trong thế kỷ 21, thì trận cháy rừng xảy ra ở California, Mỹ năm 2017 là một trong những vụ cháy rừng có mức tàn phá mạnh nhất. Một loạt 25 vụ cháy rừng xảy ra tại Nam California vào đầu tháng 12 năm 2017. 6 trong số các vụ hỏa hoạn đã dẫn đến tình trạng sơ tán đông người và thiệt hại tài sản là rất lớn. Các vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn giao thông, đóng cửa trường học, ô nhiễm không khí ở mức độc hại, mất điện trên diện rộng và đã khiến cho hơn 212.000 người dân phải di tản. Lở tuyết. Everest là dãy núi cao nhất thế giới và với độ nổi tiếng của nó, mỗi năm có hàng nghìn người đến đây để khám phá và chinh phục. Tuy nhiên vào năm 2015, thảm họa đẫm máu đã xảy ra. Trận động đất 7,8 độ Richter hôm 25 tháng 4 năm 2015 là trận mạnh nhất ở Nepal kể từ năm 1934. Để mà mô tả về độ mạnh của nó thì trận động đất này còn làm rung chuyển các quốc gia láng giềng khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh. Video do một người leo núi người Đức quay và đăng tải lên YouTube, New Zealand Herald cho hay. Hình ảnh ban đầu trong video là cảnh rung chuyển do động đất, sau đó là tiếng ầm ầm của trận lở tuyết đang đổ xuống. Người quay phim cùng bạn đồng hành la hét và chửi rủa khi nằm rúc vào nhau trong lều. Họ ra ngoài và lúc này chỉ nhìn thấy mọi thứ xung quanh đã bị chôn vùi dưới tuyết. Trận lở tuyết khủng khiếp này đã khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có Dan Fractiberg, giám đốc điều hành của Google X. Ngoài ra cũng có 61 người bị thương. Sét ở Maracaibo. Sấm sét dần trở thành một phần trong cuộc sống của người dân địa phương tại nơi đây. Các du khách phương xa, đặc biệt là những nhiếp ảnh gia còn bất chấp tất cả để săn được những tấm ảnh sét đánh đẹp nhất. Sét Catatumbo là hiện tượng khí quyển đặc biệt ở Venezuela. Nó chỉ xảy ra tại cửa sông Catatumbo, khu vực đổ vào hồ Maracaibo, bang Zulia, phía tây bắc Venezuela. Đây là nơi ghi nhận số lượng sét đánh nhiều nhất trên thế giới với trung bình 140-160 đêm một năm, 10 giờ một ngày và 28 lần một phút. Hiện tượng sét vĩnh cửu từng biến mất vào tháng 1 đến tháng 4 năm 2010 do hạn hán. Theo danh sách kỷ lục Guinness, kỷ lục sét đánh ở đây từng được ghi nhận là 300 lần một năm. Sét Catatumbo bắt nguồn từ những đám mây bão lớn ở độ cao trên 5.000 mét. Tùy vào độ ẩm của không khí trong đêm, những tia sét xuất hiện với màu sắc khác nhau và thậm chí chuyển màu chỉ trong một đêm. Khi độ ẩm cao, các giọt nước trong không khí rất nhỏ. Chúng như những lăng kính giúp tán xạ ánh sáng và tạo ra những tia sét tuyệt đẹp đủ màu sắc từ đỏ rực, hồng, cam cho tới tím. Khi độ ẩm thấp, những tia sét có màu trắng. Các hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ hay thảm họa thiên nhiên là không hiếm, bởi trái đất đang ngày càng nóng lên do các hoạt động phá hoại của con người. Do đó chúng ta cần chung tay để bảo vệ trái đất. Video của chúng mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chân thì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.